Cô ơi, cô gì ơi, anh làm gì vậy? Tôi chỉ muốn Thái. Này nè cô ơi, khoan đã. Dạ xin lỗi anh, ly cà phê này quán em sẽ mời anh vì để anh đợi lâu. Cái chỗ này tính dạ, bí mật thế này sao hả? Dạ mày có tin nát cái quán này hay không em. Để tôi mày buôn bán dạ, như thế nào? Anh đừng có nóng giận, tụi em cũng chỉ muốn kiếm miếng cơm qua ngày thôi hả? Kêu con anh ra đây mau lên. Dạ anh. Ê con quỷ cái, mày muốn trốn tao hả? Dạ. Mày đi đâu từ đêm qua mà giờ này mới về? Anh ơi bình tĩnh. Mày là cái chó nào mà dám xí vô chuyện của tao? Mày có tin tao đập nát cái mặt mày không? Trời ơi anh ơi đừng mà. Anh có tin một cuộc điện thoại công an tới đây liền không? Anh ơi anh bình tĩnh đi anh, bớt nóng đi mà. Xin lỗi có chuyện tao á. Dậy mau, dậy. Cái gì vậy? Anh dậy đi. Dậy nhanh lên. Cái gì? Anh còn ngồi đó làm bộ nữa hả? Tại sao anh không đồng với anh ta gài bẫy tôi? Tại sao anh đối xử với tôi như vậy? Anh phải chịu trách nhiệm với tôi. Anh phải chịu trách nhiệm. Ai gài bẫy cô? Cô nói gì vậy hả? Anh còn ở đó anh giả bộ nữa hả? Không được, anh phải chịu trách nhiệm với những gì mà anh đã làm với tôi. Thôi đủ rồi nha. Cô mới chính là người đi gài bẫy đó. Cô thích kiếm chát về tiền bạc lắm chứ gì. Nói cho cô biết, đừng có hòng kiếm chát gì được ở tôi. Vì tất cả những người xung quanh tôi đều biết rõ con người thân của cô, có biết chưa hả? Nhưng mà anh không có được, anh không có được đối xử như vậy với tôi. Anh đúng là đồ bỉ ổi mà. Tôi còn biết, anh phải chịu trách nhiệm với tôi. Anh không để tôi như vậy được. Tôi còn biết đâu, anh làm sao đó thì làm.